Rồi giới thiệu với ông cố ơi, cái đoàn nghĩa nằm bên đâu? Ủa, sao mà nhà tốt thôi như vậy nè? Em ơi, má sắp nhỏ ơi. Trời ơi, sao mà nhà tốt thôi hả? Anh về rồi sao? Hôm nay chắc anh vui lắm phải không? Trời, hôm nay giọng nói của em chẳng nghe lạ vậy, lại khóc nữa. Tôi đi làm về mệt, không lo con nữa, mà còn khóc, không có gì. Anh đi làm hay anh đi ơi, tình của anh. Ai nói với con có nhân tình? Chính bạn em thấy rõ ràng hôm sai, anh gặp tay với một người có gái. Hai người ông quý bên nhau, vừa vô lắm người cũng mất ở sau. Tình nghĩa thương xóm em luôn giữ gìn, bấy nhiêu ngày hồng hà sớm trưa. Ôm gì đánh được ai? Trời đã cùng đánh lại quốc nằm, những sắp bạn mãi vì tháng ngày xưa vô, những chẳng tháng chuyện gì bằng năm trai tay. Nhớ ngày xưa khi mới yêu anh, vì cha mẹ đã nuôi dần một lòng. Cho cô một lần nữa
hay quá. Quên quên anh, em xin lỗi, ông là ai mà sao biết tên tôi? Anh là Hoàng, Hoàng chồng của em mà. Hoàng, anh còn nhớ đến mẹ con tôi sao? Tôi nhớ cái mà anh ra đi, anh tự hào là anh có người yêu đẹp hơn tôi. Cô ta cho anh hạnh phúc kia mà, sao bây giờ anh lại tàn tạ như thế này? Buồn buồn anh, anh chỉ lỗi em. Mời nghe tiếng ngọt ngào. Dù biết lời kia khiến cho em càng thêm tức giận, nhưng hại cho anh cũng càng tâm tâm. Hay ta, anh biết từ khi làm có sai đường, gieo mối khổ đau cho người giàu cao, chạy theo bóng hình như ảo xa xôi. Khi nước mắt bây giờ thay thế niềm vui, anh mơ thấy nụ cười khó hiểu. Đành mất tương lai và công dụng đắp được bao mưa gió cuộc đời.
anh hiểu và anh cảm ơn em. Rộng lòng tha thứ, anh hứa từ nay đến cuối cuộc đời anh không bao giờ phụ nghĩa cùng em. Cảm ơn em, vợ yêu của anh. Không phải vợ yêu của ai ạ? Vợ yêu của ai chứ? Cái bài này mà Hữu Phước á, nó nói là vợ yêu của ai. Em cảm ơn anh Tho Lê đã có thời gian vô phục vụ và xong ca với em nha. Cố Tho Lê ơi, ra giữa sân khấu này, đặt em xuống, em dẫn đi ăn bún bù Huế nha.